chào quý vị anh chị các bạn. Ở video này tôi chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn một góc máy, hai tác phẩm có tên tương đồng nhau. Thứ nhất là tác phẩm Ngai Vàng Đất Việt. Cây này thì mọi người biết quá nhiều, của nghệ nhân Nam Lê. Và liền đây một tác phẩm có tên tương đồng là tác phẩm Ngai Vàng của anh Đinh Tiến Cảnh Ninh Bình. Thoáng qua thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận về hai tác phẩm này. Đầu tiên thì giới thiệu với quý vị anh chị các bạn tác phẩm Ngai Vàng của anh Đinh Tiến Cảnh Ninh Bình này. Khi mà xuất hiện ở triển lãm Ninh Bình thì các bạn biết đấy, là một cái tác phẩm mà cây làm theo cái phong cách cổ xưa của các cụ xưa làm để lại. Có lần tôi nói chuyện với Cảnh thì hỏi tại sao anh đặt tên là Ngai Vàng, thì anh cũng trả lời là bởi vì nó giống một chiếc ngai, đúng giống chiếc ngai. Đây các bạn sẽ nhìn này, toàn bộ phần chân đế lên này, và có hai cái thân ở hai bên làm như kiểu hai cái tay ngai đấy. Ở bên giữa phần đan dựng lưng đây và vuốt lên đỉnh mái, đúng theo bóng dáng cổ đặt một chiếc ngai luôn. Cây này là một cây có thời gian, đúng tên cây cổ luôn, bởi vì cái này là các cụ ngày xưa làm cho nên để đến bây giờ mới có cái đường nét như thế này. Để những cái đường này chỉ có là qua thời gian, qua thời gian mới làm được các bạn. Những cái đường thân nhỏ quận xoắn đan kết vào với nhau tạo thành một cái lưng dựa của cái ngai. Và đứng ở xa nhìn lại thì thưa với quý vị anh chị các bạn, nhìn đặc giống một chiếc ngai của vua Thủy Tề, giống ngai của vua Thủy Tề nhiều hơn, đúng không ạ? Ta xem cái phía mặt lưng của tác phẩm các bạn nhé. Đây là bên sườn trái này, theo hướng nhìn chính diện vào này. Đấy, phía mặt lưng này, phía đằng sau, phía sau của tác phẩm. Viết vào nhọc, quá nhuyễn. Có hai thân sang hai bên này, làm hai tay ngang. Cái này nhiều anh em có khó lắm. Tác phẩm này tôi chuyển sang đến tác phẩm của Nam Lê để các bạn có sự nhìn nhận đánh giá và so sánh giữa hai tác phẩm này. Với Ngai Vàng Đất Việt của Nam Lê thì mọi người biết là rất là nhiều xuất hiện nhiều cuộc triển lãm. Như năm trước thì xuất hiện ở Bắc Ninh, Hà Nội đều xuất hiện với những cái góc dáng có độc thì bạn Nam Ly bạn để độc có răm, tỉa vợi lá đi để khoe bộ xương răm. Kiểu như đợt này thì phủ lá phát lên một cái màu áo xanh mướt. Đường nét của cây này thì các bạn thấy rõ rồi, từ chân bẹ móng này, thân này, tay cành này, phân bổ rất là mạch lạc. Từ mạch lạc Nam Ly dùng rất nhiều đúng không?
Nếu như ở phía cây của anh Cảnh thì mang một nét cổ, ngai vàng cổ. Còn cây của Nam Lê thì phong cách đương đại. Đó. Và đây cũng từ tác phẩm của Nam Lê tạo nên một cái cảm hứng và xu hướng của cây ba vai kéo dài rất nhiều năm và đến bây giờ vẫn còn đang thịnh hành, rất thịnh hành và rất hot là đằng khác. Thần giả chun và chun ra voi. À, cây này nổi lên đặc biệt là khi mà được anh tiến đá, anh ấy ký đá dành cho một cái tác phẩm cây lên cái tầm vóc cao mới. Và ở đây thì nghệ thuật đã hòa quyện giữa cây và đá này các bạn này, quá đẹp luôn. Sườn trái đây. Chào anh. Móng. Đường dưới quặp và phía bên trong của cái gành đá như này. Chun bạc. Có rất nhiều những cái anh em yêu cây đứng chiêm ngưỡng một loạt các tác phẩm, các siêu phẩm ở khu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến các tác phẩm đẹp nhất ở triển lãm An Dương. Mời quý vị và các bạn chú ý quan tâm theo dõi những video tiếp theo. Bình thường đây. Đấy, Nam Lê đây. Em đi có 2-3 người. Em đi công việc cái nên đảm bảo. Vâng, nhất định là thế rồi. Để bàn cho em lên. Đó là siêu phẩm rồi thì khó diễn tả bằng lời đúng không các bạn? Đẹp lắm, hút hồn luôn. Một điều là những người làm cây sẽ nhìn thấy ở Nam Lê cách trình bày đầu tiên là về bố cục phân khoảng rất mạch lạc và thoáng đãng. Phần giữa này trống nhưng mà nó lại khoe được cả cái thân này, thân chính này. Đấy. Ở vai bên trái này bay ra để không bị che lấp tranh chấp với những cái tay cành phía bên trên của thân một. Thân bên này cũng thế này. Quan trọng là từ khi dựng phôi ban đầu, nếu như không có cái đường cắt chuyển này, cái đường chuyển thân này các bạn thì rất khó bố trí bung tay. Nhưng mà cái đường chuyển thân này đánh lật ra bay ra thì nó thoáng đãng hơn, thì theo Hồ Công trình diễn cách làm của Nam Lê là như nó có không gian, có đất để diễn. Cây sâu đây thì ai bổ sâu thì đâu có vẻ lông đâu, còn mỗi người mỗi bước cách kệ thôi chứ. Cái điểm ép bông dự bông của khúc đó là một cái như chuyện mình không phải làm bông, mình trong làm bông thì có thì mình không thể làm được, làm cái làm cho bông trồng khác nên là bông rất là bông. Chúng ta nhìn thoáng lại một lần nữa cả hai tác phẩm Ngai Vàng và Ngai Vàng Đất Việt, một tác phẩm của anh Cảnh Ninh Bình và của Nam Lê. Các bạn có sự cảm nhận như thế nào có thể chia sẻ đến anh em cùng biết nhé, mỗi người một cảm nhận đúng không ạ? Vâng. Và đặc biệt là không ai từ chối trước cái đẹp. Rồi, ok. Rồi, đẹp rồi. Rồi
chào các bạn nhé, mình chuyển sang video khác.